Anh chị và các bạn thân mến, sau cái video về cái tựa đề là đừng mua bất động sản vào năm 2019 thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái phản hồi của quý anh chị em và các bạn, tốt có, xấu có. Những phản hồi cho rằng những cái dự báo trong cái video đó nó phù hợp, cũng có những người thì cho rằng những dự báo đó là chưa phù hợp. Và một trong những cái câu hỏi mà Tự Doanh Chứng Khoán nhận được anh chị em và các bạn đặt ra, thực sự nó là một câu hỏi rất là khó, kỳ khó luôn. Câu hỏi của anh chị em và các bạn đó là: vậy thì năm 2019 thì có tiền mặt gửi ngân hàng thì liệu có đầu tư hay không? Liệu có mua bất động sản hay không? Và mua bất động sản thì mua ở đâu? Và mua sản phẩm nào? Thì đây thực sự là một trong những cái câu hỏi rất là khó mà có thể nhiều người sẽ rất khó để có thể đưa ra một cái câu trả lời thực sự là đúng, phù hợp nhất, và nó có mang tính chất gọi là đem lại cái lợi ích cho anh chị em và các bạn. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời gian ra một chút thời gian để làm rõ với quý anh chị em và các bạn là liệu năm 2019 thì chúng ta có nên xem xét mua vào bất động sản khi mà chúng ta có cái tiền mặt gửi ngân hàng. Câu hỏi này đặt ra được của rất nhiều anh chị em và các bạn. Có người thì cho rằng là hiện tại thì có khoảng trên dưới 1 tỷ thì có nên rút ra khỏi ngân hàng để mua bất động sản hay không. Có người thì đặt một câu hỏi chung chung, tức là hiện tại thì có tiền mặt ở trong ngân hàng và muốn rút ra để mua bất động sản thì có nên hay không. Và có người nữa thì hô là thị trường bất động sản theo đánh giá thì nó sẽ trầm lắng trong năm 2019, nửa đầu năm 2020, thì liệu chúng ta có nên là cứ gửi ngân hàng đó và từ từ chờ hay không. Thưa với anh chị em và các bạn là có rất nhiều những câu nói khá là thú vị, khá là hay mà gần đây chúng tôi thấy trong cái lúc thị trường kinh tế nó có những cái vấn đề là không được ổn lắm thì nhiều người đưa ra và nói như thế này: làm thế nào để tiền gấp đôi trong thời kỳ khó khăn và khủng hoảng? Có câu trả lời mà khá là dí dỏm của một tỷ phú người nước ngoài, tôi không nhớ tên. Ông ta trả lời rằng là để cho tiền gấp đôi thì cách đơn giản nhất đó là gấp đôi tiền lại và bỏ vào trong ví trong lúc khủng hoảng. Đây có thể là coi là một lời khuyên khá là dí dỏm và khá là thú vị trong cái việc là khuyên anh chị em và các bạn tìm một nơi cất giữ tiền thật là tốt trong lúc mà kinh tế hoặc thị trường có những cái bất ổn. Có câu khác của tỷ phú đầu tư chứng khoán là Warren Buffett thì ông lại cho rằng là khi người khác tham lam thì bạn nên sợ hãi, còn khi người khác sợ hãi thì bạn lại cần phải tham lam. Ý ông muốn nói rằng là khi mà thị trường, khi mà kinh tế có những cái vấn đề gọi là bất ổn, có những vấn đề gọi là khó khăn thì chúng ta lại càng cần phải xem xét thận trọng và đánh giá những cái khoản gọi là những cái món hời trên thị trường. Thì rõ ràng cái lợi thế từ cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn hỏi đó là đang có tiền mặt, không phải vay mượn, đang gửi ngân hàng, thì lợi thế đầu tiên đó là chúng ta có một cái khoản tiền nhàn rỗi và không chịu áp lực tài chính, cũng như là không hề phải chịu bất kỳ một cái rủi ro và cái áp lực tiền nào cả. Chỉ là cái việc là chúng ta gửi ngân hàng thì chúng ta có mức lãi suất đều đặn trong với cái kỳ hạn dài thì nằm ở khoảng tầm từ 8%, còn kỳ hạn ngắn thì chắc khoảng 5-6%. Thì anh chị và các bạn đặt ra cái câu hỏi là có nên mua bất động sản hay không. Thưa với anh chị em và các bạn là khi chúng ta sử dụng cái khoản tiền đó không có vay mượn ngân hàng và khoản tiền tiết kiệm đó là khoản tiền tiết kiệm lâu dài, thì việc mà mua và đầu tư kinh doanh bất động sản thì có thể nói một cái câu nói mà rất nhiều người cũng đã từng nghe, đó chính là đầu tư bất động sản thì chả bao giờ thua với những cái chu kỳ đầu tư dài và không chịu áp lực về tài chính, không chịu áp lực về lãi vay. Tức là sử dụng cái khoản tiền gọi là nhàn rỗi đang gửi ngân hàng, rồi chúng ta đang để trong ngân hàng để ăn lời, thì chúng ta hoàn toàn
có thể là sử dụng nó để đầu tư mua một cái bất động sản nào đó, nhưng với cái điều kiện là khoản tiền đầu tư đó chỉ bằng hoặc cao hơn cái tiền của chúng ta, tức là chúng ta có thể vay thêm nhưng chỉ vay ở một cái mức độ dưới 20%, tức là chúng ta ví dụ có 1 tỷ thì chúng ta chỉ nên vay khoảng 20%, bởi vì cái áp lực tài chính là rất thấp và chúng ta hoàn toàn có khả năng chi trả. Hoặc là nếu như mua nhà, mua bất động sản nhà ở hoặc là căn hộ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tiền mà gọi là cho thuê căn hộ để sự giải quyết cái áp lực về lãi vay. Còn nếu như mà dùng được 100% tiền thật thì điều đó là điều đương nhiên. Và điểm thứ hai cần phải lưu ý đó là cái khoản đầu tư này thì nó phải được xác định ngay từ đầu là nó sẽ kéo dài trong từ tối thiểu là 3-5 năm. Tại sao lại từ 3-5 năm? Là thưa với anh chị là nếu như trong trường hợp xấu nhất của một cái chu kỳ suy thoái bất động sản theo dự tính của chúng tôi là bắt đầu từ năm 2019, thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 là có hiệu lực bởi cái thông tư gọi là hạn chế cái tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn cho vay dài hạn từ 45% xuống 40%, nghĩa là ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường bất động sản bởi vì các cái ngân hàng thì không cho vay, thì đó là thời điểm bắt đầu của suy thoái kinh tế. Thì nó thông thường là nó sẽ suy thoái bất động sản, xin lỗi anh chị em và các bạn. Thì thông thường trong trường hợp chúng tôi dự đoán như vậy là đúng thì nó sẽ kéo dài tối đa là 3 năm 2019-2020 và đến nửa đầu 2021 thì nó sẽ bắt đầu là sẽ được gỡ, gọi là được gỡ những cái rắc rối đó. Và có thể thời điểm 2021 thì thị trường sẽ bắt đầu dịch chuyển đi lên. Thì đây là tất cả những cái thứ mà chúng tôi đưa ra, những cái thông tin đó để cho anh chị và các bạn tham khảo. Và cũng là ở vai trò chia sẻ là giả định là Admin hiện tại đang có một khoản tiền thì chúng ta đưa đến cái kết luận là chúng ta nên nhưng trong hai điều kiện là không vay quá nhiều đòn bẩy margin và xác định cái tư duy bỏ, gọi là mua bỏ đó cho dài hạn trên 3 năm là để làm gì? Để chúng ta vượt qua hẳn một cái chu kỳ suy thoái, không gần như không quan tâm tới cái gọi là cái của để dành đó nữa. Và sau cái thời kỳ suy thoái, sau cái thời kỳ gọi là đóng băng hoặc là có thể là khó giao dịch, không thể mua bán và không chịu bất kỳ một áp lực nào, thì đến một cái giai đoạn tiếp theo thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gia tăng giá. Thì khi đó thì bắt đầu anh chị mới có được cái lợi ích. Và cái dự báo của chúng ta thì nó cũng chỉ đóng vai trò và độ xác suất là phải từ 80-85% thôi, có thể thấp hơn. Thì trong trường hợp là chúng ta dự báo sai thì có thể thị trường sẽ vẫn nhích lên, thì chúng ta cái khoản đầu tư đó vẫn được hưởng lợi. Ý chúng tôi muốn nói là trong trường hợp chúng ta đầu tư và xác nhận rút cái khoản tiền tiết kiệm đó ra để đầu tư thì chúng ta cứ xác định trước cái rủi ro xấu nhất là chúng ta phải để dài, thì chúng ta để phải qua 3 năm. Thì khi chúng ta xác định như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá lại là cái khoản tiền này chúng ta sẽ không xài đến, không dùng đến trong nhiều năm sắp tới, không có bất kỳ một cái nhu cầu nào để dùng đến trong nhiều năm sắp tới, và chúng ta mua để bỏ đó thì đều được. Lý do tại sao lại được? Một là sau một chu kỳ ngừng nghỉ của thị trường, trong một chu kỳ gọi là đóng băng, thị trường chứng khoán thì có thể gọi là sụt giảm hoặc là giảm giá, nhưng thị trường bất động sản thì thường hay có cái từ gọi là đóng băng. Đóng băng tức là các cái thanh khoản và các giao dịch trong cái thời kỳ khó khăn thì nó sẽ gần như không giao dịch. Nhưng về mặt giá thì sẽ có khuynh hướng là đi ngang và chỉ giảm nhẹ thôi, tức là đôi khi là sẽ không giảm và có khuynh hướng đi ngang, tức là nó đóng băng rồi thì nó không giao dịch thì nó đi ngang và nó giữ cái mức giá đó để chờ những cái nhu cầu mới tiếp cận tới và sẽ có một cái đợt tăng giá trở lại. Thì tất nhiên thì anh chị sẽ có cái phản hồi là đương nhiên thì sẽ có những cái khu vực nó cũng sẽ giảm giá chứ không phải là không. Thì những cái khu vực đó là những cái khu vực mà nó tăng nóng trong cái giai đoạn 2016-2018. Mà tăng nóng thì thực ra không khó để có thể xem xét và đánh giá bằng việc là chúng ta có thể tham khảo nhiều những người ở cái khu vực đó, những cái căn hộ, những gia đình ở khu vực đó, và hỏi thật sự là rất là chăm chú để hỏi về cái câu chuyện là giá cả trong cái giai đoạn vừa qua thì khu vực mà chúng ta định mua là tăng nó quá nóng hay không,
ví dụ tăng gấp 5, gấp 6 lần hoặc là tăng quá nhiều thì nó sẽ có cái địa sự điều chỉnh. Còn phần lớn thì những cái khu vực mà nó chỉ tăng vừa, tức là nằm ở trong cái khoảng trung bình, bằng cái mức gọi là trung bình của thị trường bất động sản, thì có thể là thưa với chị em và các bạn là theo cái kinh nghiệm thì nó sẽ không giảm, nó không giảm. Thì vì nó không giảm nên chúng ta chỉ chịu một cái rủi ro, đó là rủi ro chết vốn, và để lâu thì chúng ta sẽ vẫn thành công trong thị trường bất động sản. Thì đó là cái điều mà tại sao chúng tôi lại đưa ra cái video trước đây là đừng mua bất động sản năm 2019. Thì trong tựa đề là như vậy, nhưng thực sự trong video thì chúng tôi đã chia sẻ rất kỹ với anh chị em và các bạn là đừng mua với việc mà vay lãi margin quá nhiều thôi. Còn nếu như với những cái trường hợp mà anh chị em và các bạn mà gọi là có tiền mặt, có tiền thật, thì chúng ta có thể xem xét gọi là giải ngân ở những cái khu vực, những cái địa điểm hoặc là những cái sản phẩm mà giá nó cũng chưa tăng nhiều và nó còn khá là mềm. Điều cần lưu tâm mà trong khi mua bất động sản đó là anh chị cần phải tìm hiểu rất kỹ về mặt pháp lý. Giấy tờ pháp lý cần phải rõ ràng, minh bạch, và anh chị và các bạn nên dùng một cái đơn vị trung gian là ngân hàng đứng ra làm đơn vị gọi là bảo lãnh cho cái câu chuyện sang tên. Tức là họ sẽ mở một cái tài khoản, anh chị sẽ đổ tiền vào đó và họ sẽ cầm số để đi làm cho anh chị. Sau đó thì khi nào số sang tên được anh chị và các bạn gọi là hoàn chỉnh theo quy định về pháp lý thì ngân hàng nó sẽ tự động đổ tiền của trong tài khoản mà khi nó làm vai trò trung gian sang bên tài khoản của người bán. Còn anh chị sẽ được nó trả lại cho cái số hoàn chỉnh. Thì cách làm này là cách làm mà tránh những cái rủi ro trong cái quá trình giao dịch, trong cái lúc thị trường nó khó giao dịch hoặc là nó không đem, tức là nó không hỗ trợ cho anh chị em và các bạn trong cái việc là tăng giá ngắn hạn. Và nó đảm bảo cho anh chị em và các bạn là có sổ một cách gọi là không bị bất kỳ một cái rủi ro nào cả. Và cái điểm quan trọng nữa là ngân hàng nó đứng ra làm vai trò trung gian thì nó có thu phí, mặc dù là mất phí nhưng mà cả hai bên sẽ chia sẻ cái phí, người bán và người mua sẽ chia sẻ phí thì cũng không yên tâm. Thứ hai nữa là đất của anh chị và các bạn thì thông thường thì đừng mua quá xa cái khu vực trung tâm, bởi vì thông thường theo cái hiểu biết và của chúng tôi á, thì những cái khu vực mà quá xa trung tâm là những cái khu vực mà thông thường thì thường có cái đợt tăng trong cái thị trường bất động sản tăng giá trước đó thì tăng rất là mạnh. Nhưng tuy vậy thì hạ tầng, đường, trường, trạm và các cái tiện ích thì nó chưa hoàn thiện. Và cái việc hoàn thiện đó thì nó như thế nào sắp tới thì chúng ta sẽ khó không thể biết được. Và nếu trong trường hợp thị trường bất động sản xấu thì sẽ không thể hoàn thiện được. Trong khi trong cái quá trình thời gian mà chết vốn, anh chị và các bạn có nhu cầu xây dựng để ở hoặc là có những nhu cầu khác, ví dụ như cho thuê hoặc các thứ, thì nó sẽ rất khó. Vì vậy thì chúng ta nên chọn những cái khu vực mà nó đã hoàn thiện về mặt gọi là hạ tầng và nó gần trung tâm một chút để chúng ta có thể sử dụng cho thuê hay là có thể sử dụng để làm nhà ở thì vẫn tiện cho các câu chuyện anh chị và các bạn đi làm. Và nó là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa là của để dành, vừa là đôi khi chúng ta cần đến cái nhu cầu sử dụng chúng ta dùng tới. Thì chúng tôi không đưa ra khuyến nghị cụ thể nhưng mà đưa ra cái chung chung để anh chị có thể xét ở cái góc độ, cái khía cạnh của mỗi người ở một cái địa điểm khác nhau trên cả toàn nước Việt Nam thì chúng ta sẽ không biết cụ thể nó sẽ như thế nào, nên chúng tôi không đưa ra cái khuyến nghị cụ thể được. Cái điểm nữa đó là nhiều người thì cho rằng là chúng ta sẽ quay sang mua bất động sản căn hộ để cho thuê. Thì thực ra thì giữa cái khoản cho thuê và cái khoản gửi ngân hàng thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc, bởi vì có một cái lưu tâm ở cái bất động sản gọi là căn hộ. Nếu anh chị đã có căn hộ để ở rồi, không có nhu cầu mua căn hộ để ở mà chỉ mua để gọi là để dành, thì việc mua căn hộ trong cái giai đoạn hiện tại nó là không hợp lý lắm. Lý do là bởi vì tôi đã có một vài bất động sản như thế và tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà giữa cái lãi tiền gửi và cái việc mà anh chị thu về bằng cái khoản cho thuê chưa trừ đi chiết khấu gọi là hao mòn nhà cửa, tức là các cái chiết khấu liên quan đến nhà bị hư hỏng hoặc là nội thất bị hư hỏng, thì nó không đảm bảo và đôi khi là anh chị sẽ bị gọi là khó cho thuê trong những giai đoạn thị trường khó. Cộng với việc nếu như chết vốn mà đôi khi anh chị và các bạn nếu để tiền mặt và cái chuyện để một cái căn hộ thì cái tiền mặt nó sẽ linh động hơn. Còn ở căn hộ thì chết vốn đến lúc anh chị cần để sử dụng cho vốn linh động
và thì nó cũng không hợp lý và nó không đem lại được cái hữu ích nhiều trong cái việc mà về lâu dài thì cái bất động sản căn hộ nó thực sự nó không tăng giá nhiều. Đó là cái kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi đã từng mua một vài căn hộ trong cái giai đoạn 2016-2017. Thì thay vì mua căn hộ mà nếu giai đoạn đó mà mua bất động sản thì thực sự là đã có cái tỷ lệ tăng giá rất là nhiều. Còn trong cái bất động sản thì ở quận 9 và những cái quận gọi là nóng nhất của thành phố Hồ Chí Minh thì bất động sản căn hộ nó chỉ tăng đâu đó khoảng tầm từ 12-15%. Chỗ nào mà tăng tốt thì được khoảng tầm 18-20% cho một năm thôi. So với bất động sản ở những khu vực đó thì đất nền thì nó tăng tới khoảng tầm từ 60-80%, thậm chí có những khu vực tăng tới 100% trong một năm, 3 năm là tăng 3 lần. Ví dụ như là trên đường Đỗ Xuân Hợp, những cái dự án như Hoàng Anh Minh Tuấn hoặc là một số cái dự án ở trên đường Liên Phường là chỗ mà những chỗ mà dễ nhìn thấy nhất, hoặc là đường Trường Lưu ở khu vực chợ Long Trường, ví dụ như mấy khu vực như thế là nó tăng rất là kinh luôn, tăng gấp 2-3 lần luôn, 3 lần mỗi năm một lần. Thì như vậy thì nó sẽ không hữu ích. Thì nhiều người lại cũng sẽ lập luận rằng là vì nó chưa tăng nhiều. Không phải anh chị và các bạn, bất động sản căn hộ nó có một cái đặc điểm là anh chị phải lưu tâm, đó là cái việc mà khi mà các cái chủ đầu tư á thì họ không thể gọi là tự vẽ thêm được đất hoặc là tự gọi là đẻ thêm được đất. Nhưng mà căn hộ thì hoàn toàn họ có thể tìm một số cách để có thể xây dựng thêm một số căn hộ mới tương đồng tại ngay khu vực. Lấy ví dụ như cái khu vực An Phú, An Khánh. Ngày xưa thì nó chỉ có khoảng tầm 4-5 tòa thôi, 4-5 tòa chung cư thôi. Hiện tại bây giờ nó đang xây thêm tầm mười mấy tòa ở trong cái khu đường sau lưng chi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì tôi lấy ví dụ như thế để anh chị có thể nhìn nhận ở các cái chỗ mà anh chị và các bạn đang quan sát ở các cái tỉnh khác, ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng hoặc là Cần Thơ, thì anh chị đã thấy rằng là bất động sản căn hộ nó có cái đặc điểm là nó hoàn toàn có thể xây thêm, nên cái xu hướng mà để tăng giá là rất khó, bởi vì nó có sản phẩm thay thế, gọi là nó thay thế ở ngay gần khu vực và cũng rất là tiện lợi, và những cái sản phẩm thay thế sau này nó sẽ hiện đại hơn so với những cái sản phẩm trước đó rất là nhiều. Đấy, vài cái lý do, vài cái chia sẻ, vài cái nhận định về cái việc là nhiều anh chị em và các bạn hỏi lắm. Tôi thấy trên cái những cái video trước đây về cái việc là đừng mua bất động sản năm 2019 hoặc là thị trường bất động sản năm 2019 có thể đóng băng vào quý 2 năm 2019 á, thì anh chị và các bạn hỏi nhiều lắm. Nhiều người hỏi rất chân tình luôn là có tiền thì có nên không. Thì tôi nói là nên, nhưng mà phải xác định rõ từ những cái chia sẻ của chúng tôi ở ngay đầu video này là những cái lý do là cần phải xác định rõ cái tư duy như thế. Và nên thì nên tập trung ở những cái khoản bất động sản nào, cái sản phẩm nào. Chứ còn nhiều anh chị thì lại còn có những câu hỏi theo hướng tức là đi đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng rồi được cam kết này kia. Đừng bao giờ nghe chúng nó nói. Tôi thưa với anh chị và các bạn, tiện thể video này thì tôi nói thêm 2 phút nữa để cho nó đủ với 20 phút của video. Tức là thưa với anh chị là đừng bao giờ tin cò đất nói. Tôi nói chuyện này thì cò đất sẽ rất là ghét, nhưng mà tôi vẫn nói. Cò đất, môi giới nhà đất về bản chất họ không được hưởng lợi ích gì ngoài cái lợi ích gọi là phí môi giới, phí trung gian. Trong cái thị trường tài chính như chúng ta đang từng tham gia là chứng khoán thì đôi khi còn được chia chác về mặt lợi nhuận. Nhưng mà trong thị trường bất động sản thì cái việc chia chác lợi nhuận với khách hàng là điều không thể. Bởi vì cái vốn bỏ ra để mua bất động sản là rất lớn, cộng với câu chuyện là cái việc thanh khoản của bất động sản sẽ thấp hơn so với thanh khoản chứng khoán. Và cái người môi giới không thể kiểm soát được cái việc thanh khoản khi người mua bất động sản của họ sau đó bán lại cho người khác có lời bao nhiêu thì họ sẽ không biết. Vì vậy nên cái việc chia sẻ lợi nhuận là rất khó. Nên cái lợi ích lớn nhất của người môi giới bất động sản đến từ cái phí môi giới, tức là cái gọi là hoa hồng. Mà cái hoa hồng là cái điểm cốt lõi, đó là cái lợi ích gọi là gắn liền sát sườn với lại cái thu nhập của người môi giới bất động sản. Do đó thì bằng mọi cách thì họ trong cái quy định về đạo đức của nghề, đặc biệt là các nghề môi giới thì có cái đạo đức nghề, tức là phải cân bằng lợi ích giữa người môi giới và người gọi là người khách hàng. Tuy vậy thì nói thật với anh chị em và các bạn thì cái việc cân bằng lợi ích là điều không thể, trừ trường hợp là họ có khoản thu nhập khác để bù đắp. Tôi lấy ví dụ như được chia chác trong thị trường chứng khoán, hoặc là có những khoản khách hàng gọi là bonus, gọi là khách hàng cho, thì họ sẽ có thu nhập nhiều ở những khoản đó thì họ sẽ không bị gọi là băn khoăn trong cái câu chuyện gọi là tìm cách để gọi là tăng cái doanh thu bằng việc là anh chị chú anh chị và các bạn mua bán nhiều. Còn trong bất động sản thì nói thật
là họ sẽ tìm mọi cách lời văn, gọi là những cái câu nói, những cái chia sẻ, những cái tốt rất là nhiều liên quan để nói anh chị và các bạn, thúc đẩy anh chị và các bạn mua. Nên chúng tôi không thấy đó là cái sự liên tưởng, chỉ coi đó là cái gọi là cái thông tin tham khảo, và anh chị phải tự tìm hiểu thêm về cái nhu cầu, cái giá cả ở cái khu vực đó bằng việc là tham khảo thực tế cũng như tham khảo thêm các chuyên gia trong cái lĩnh vực, và không phải là người môi giới và không có bất đồng lợi ích, không có hướng gì lợi ích trên của quý anh chị, hoặc là những người gọi là có kinh nghiệm trong nghề nhưng mà là bạn bè của anh chị, không hướng lợi ích cho anh chị, để anh chị có thể kiểm soát thêm. Chứ còn không nên tin, không nên tin là bị xúi đi mua chỗ này chỗ kia, bất động sản nghỉ dưỡng rồi được cam kết lợi nhuận này kia, điều đó là điều không nên. Chúng ta nên mua cái thứ mà chúng ta có thể cầm nắm được, sang tên đối chủ, thành tên của chúng ta, và coi như đó là một tài sản bỏ đó, có thể tồn tại 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa. Những chia sẻ trong video hôm nay thì nó cũng khá là lan man, không đi vào trọng tâm nhiều, thì mong rằng là những cái thông tin trong cái video sẽ đem lại cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn, cũng như là có thể là đưa cho anh chị em và các bạn một cái góc nhìn nào đó trong cái câu chuyện là tìm cái hướng, cái giải pháp cho câu chuyện là tiền mặt đang gửi ngân hàng nhàn rỗi thì có nên tham gia thị trường bất động sản hay không. Và chúng ta là những người mà luôn khôn ngoan, biết cách để tiêu cái đồng tiền của mình cho nó hợp lý, thì mong rằng là sẽ đem lại hữu ích cho anh chị em và các bạn. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng việc là like, bị chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.